khi thời tiết chuyển lạnh và bạn cần sưởi ấm nhanh chóng. Máy sưởi gốm Rapido sẽ là sản phẩm hoàn hảo, mang lại sự ấm áp cho cả gia đình bạn. Nổi bật với thiết kế màu trắng chủ đạo kết hợp với màn hình LED hiển thị sang trọng và đẹp mắt, máy sưởi gốm Rapido giúp tôn thêm nét đẹp hiện đại cho ngôi nhà của bạn. Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng treo tường hoặc đặt sàn, trong phòng tắm, phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp dù ở không gian rộng hay hẹp. Máy sưởi gốm Rapido với hai chế độ sưởi tiết kiệm 1000 W và sưởi turbo 2000 W giúp sưởi ấm nhanh chóng ngay khi bật, tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái, xóa tan mọi giá rét, bảo vệ sức khỏe gia đình bạn. Công nghệ sưởi gốm ceramic an toàn tuyệt đối, không gây bỏng da, không gây cháy nổ. Sản phẩm không đốt cháy oxy nên không làm khô da hay gây khó thở như các máy sưởi thông thường mà còn giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Sản phẩm không phát ra ánh sáng chói, lại cực kỳ êm ái nên không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ hay sinh hoạt của gia đình. Máy sưởi gốm Rapido tiết kiệm đến 50% điện năng so với máy sưởi thông thường nhờ khả năng tùy chỉnh nhiệt độ và các chế độ sưởi theo nhu cầu. Bạn cũng có thể hẹn giờ tự động bật tắt để tiết kiệm năng lượng tối đa. Bạn dễ dàng cài đặt nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C, hẹn giờ tự động từ 0 đến 12 giờ hoặc điều chỉnh hướng gió trên bảng điều khiển điện tử trên thân máy hoặc bằng điều khiển từ xa rất tiện lợi. Với chế độ đảo gió, hơi ấm sẽ nhanh chóng tản rộng ra toàn bộ không gian phòng. Đặc biệt, khi mua máy sưởi gốm Rapido, bạn sẽ được tặng kèm một giá phơi khăn inox tiện lợi giúp không khô đổ nhanh chóng. Còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi gia đình đều sắm cho mình một chiếc máy sưởi gốm Rapido hiện đại và hữu ích như thế này trong mùa đông, đúng không quý vị? Sản phẩm được bảo hành 12 tháng bởi Ferroli ASEAN. Máy sưởi gốm Rapido thiết kế hiện đại, phù hợp mọi không gian, an toàn tuyệt đối, không đốt oxy, không gây bỏng, không gây khô da, không gây cháy nổ, sưởi ấm nhanh chóng, tiết kiệm 50% điện năng.